Xin chào anh em nhá, mình là Huy đây. Hôm nay mình sẽ cùng anh em trên kênh đi random tập thiên thần up lên V4 full gear luôn nha anh em. Mình vừa up V4 mình vừa hướng dẫn cho anh em luôn nha. Anh em nào thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm video nha anh em. Ui, bạn này làm cái gì đây? Lạy hả? Ok anh em, bây giờ mình sẽ đến đây random thử xem nó ra cái gì nha. Anh em nghĩ phát đầu tiên ra cái gì đây? Ui rồi, tốn ép dữ vậy. Tộc cá vãi lìn, các em ơi nhìn nè. Anh đang đun ra tộc cá, không biết đang đun đến khi nào mới ra tộc thiên thần. A few minutes later. Oh shit. Ui, nhanh chưa ai, em chỉ cần răng đun 2 phát là ra luôn. Ngon, giờ đi làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Làm video mà cứ tiết kiệm thời gian vậy thì tốt biết mấy. Đây đây anh em ơi, đây đây đây, bây giờ anh em đi qua đảo cây để nhận nhiệm vụ lên V2 nha anh em. Đây anh em ơi, anh em đến cái gốc cây ở bên góc trái này nói chuyện. Ui, giờ mình nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm 3 loại hoa khác nhau nhá. Ok anh em, bông hoa màu đỏ thường có khi xuất hiện ở ngay cái hòn đảo này luôn đó anh em. Bây giờ anh em quay lại vương quốc hoa hồng nha anh Huy ơi. Hoa đỏ đây mà anh. Ui, ra hoa đỏ luôn hả? Ui nhanh vậy. Ui anh em ơi, mình chưa kịp hướng dẫn cho anh em nữa, mấy anh em đi theo mình đã tìm ra được hoa đỏ luôn rồi. Vậy là nằm trên đảo thực vật này luôn nha anh em. Đây 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 đây. Ui trời ơi, mấy anh em tìm nhanh quá. Đây 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 đây. Đấy, bữa trước mình cũng tìm một cái bông hoa ngay đây này anh em ơi, hoa đỏ. Nó hay xuất hiện ở chỗ này vậy ta. Rồi ok, bây giờ anh em quay lại cái hòn đảo hoa hồng nha. Lấy hoa xanh luôn đi anh. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hiện giờ đang buổi tối, lấy hoa xanh luôn đi anh em ơi. Đi 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 đi. Cái bông hoa xanh là chỉ lấy được ban đêm thôi nha anh em. Cho nên là giờ mình đi qua bên này kiếm hoa xanh luôn. Anh em đi qua bên cái hòn đảo nghĩa địa à, ok đảo nghĩa địa. Ở bên này cũng có một cái đảo có bông hoa này anh em, nếu mà tìm ở đây không có thì nó nằm bên này nè. Ở trong này có một cái đường hầm bí mật đấy, đi vô đó lấy được. Giờ đang ban đêm cho nên là mình đi lấy này luôn, chứ đợi mà nó trời sáng lâu lắm. Xem anh em kêu có không? Không có, không có à. Thường thường nó nằm trên này nè anh em ơi, thường thường là nó nằm ở trên mấy cái ngôi mộ này nè, nhưng mà ở đây là không có rồi, là chắc chắn là bên kia rồi anh em ơi. Đây giờ mình sẽ chạy qua bên kia nha. Đấy anh em ơi, nếu mà bên kia không có là chắc chắn nó nằm bên này nè. Anh em đi qua phía bên trái cho mình nhá, đi qua phía bên trái ngọn đảo nhá. Đây có cái đường hầm bí mật đây, anh em đến đây rồi anh em ấn tốc biến lên trên cho mình. Đấy, lên trên này mới có nè anh em ơi. Đấy thấy chưa, mấy cái bông hoa này cũng dễ kiếm phết. Đây có cái đường đi xuống nhỏ nhỏ đây anh em ơi. Ui, ui, ui. Mình đi không có lọt xuống nữa mới đau chứ. Từ 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 từ. Ê, dịch chuyển xuống cũng được anh em à. Ok. Ôi, đâu cần đâu, bây giờ mình dịch chuyển về đảo Vương quốc Hoa Hồng được mà. Anh em về Vương quốc Hoa Hồng xong rồi đi tìm cái con quái này đánh. Để mình chỉ cho anh em con quái nào nha. Đây anh em ơi, anh em đi qua góc bên này. Đây 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 đây. Bọn nó đây, bọn nó đây. Anh em farm mấy con này là rớt bông hoa cuối cùng nha anh em, bông hoa màu vàng nha. Anh em nhớ là bông hoa màu xanh chỉ xuất hiện ban đêm thôi nha anh em. Hồi bữa mình farm có một con là ra, sao hôm nay farm quá trời mà không thấy ra đâu hết ta. Mình thiên thần lên V3 là cần phải đánh một người cùng tộc nha anh em, không phải như lên V3 của cá. Mỗi V3 là của một tộc là một cái nhiệm vụ khác nhau. Anh em phải làm theo đúng nhiệm vụ đó. Của cá là đánh chi là đúng rồi, tại vì cá là ở ngoài biển mà. Còn mình là tộc thiên thần là phải đánh một người cùng tộc á. Sao nó cứ nghe cứ ngược ngược thế nhỉ. Rồi có hoa rồi anh em ơi. Ui nãy giờ nó nói chuyện không có để ý. Đi anh em ơi. Anh em đi qua gốc trái này có cái gốc cây là trả nhiệm vụ này con NPC đó. Ê cái gốc cây ngay đây này. Có cục nấm màu xanh. Đúng rồi, có cục nấm màu xanh đấy. Đây anh em ơi, trả nhiệm vụ nhá, đủ 3 bông hoa rồi nhá. Đây tiếp theo anh em đi theo mình nè, mình chỉ cho anh em up lên V3 nè. Quay lại Vương quốc Hoa Hồng nha anh em, đi lên cái cục đồi này ở sau có đường hầm bí mật đó anh em nào, chắc anh em nào cũng biết hết rồi mà, nhưng mà lỡ may có anh em không biết sao. Ây, gọi là chuồng chó hả? Sao là chuồng chó? Là tên đúng rồi, cái đấy là tên của người ta là chuồng chó mà. À cái đó là chuồng chó à? Đây 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 đây. Có ai anh em đi đây này nhận nhiệm vụ nhá, có cái đường hầm bí mật trong đó. Bạn vẫn còn thiếu 2k tiền. Ui ôi vãi lìn anh em ơi. Anh 1k4. A few minutes later. Đây đây anh em ơi,
Giờ mình nhận nhiệm vụ ở đây nhá anh em. Ôi, sao mình lại nói chuyện với con chó rồi? Ok anh em, bây giờ mình sẽ nói chuyện với con NPC trong này nha anh em. Đấy, nó kêu mình là đi đánh bại một người cùng tộc đấy. Giờ đánh bại bạn này nhá, bạn này cũng, ấy, bạn này tộc thỏ mà. Ơi đây 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 đây. Ui ôi, bạn này đổi tộc thiên thần để cho mình đánh này anh em ơi. Xong hả? Ui, có anh em giúp nhanh quá. Đây đây đây. Vậy là xong rồi anh em ơi. Bây giờ đến trả nhiệm vụ thôi. Ơi, lên V3 này anh em ơi. Trả. Đây, xong. Anh em có bạn cùng tộc thiên thần thì làm nhanh lắm anh em ơi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đi up tộc V4 nha anh em. Thiên thần V4, bây giờ mình sẽ chạy vô gạt cái cần để lên up tộc V4 rồi anh em ơi, anh em đang chờ đợi ở trong. Ui bạn này đếm rồi, mình bật cái à. May mà không có ai tranh với mình. Với lại mấy bạn này giúp mình nữa. Đấy, mấy bạn giúp mình cho nên là dễ lắm anh em ơi. Ui cái mây này nó bị tàn hình rồi. Mới vô đã gặp cái mây tàn hình rồi. Mình bắt cua hơi hơi cùi cùi cho nên là úp tập thiên thần cũng hơi khó anh em. Đấy, thấy chưa anh em ơi. Mới nói xong là rớt rồi. Nhưng mà không sao hết. Mấy cái mới đầu đầu này vẫn còn dễ anh em ơi. Lúc sau thì mình chắc cũng quen tay rồi cho nên là cũng đỡ đấy. Đây. Đợi đợi cái mây này nó trôi qua đây mình mới dám nhảy. Xa quá mình sợ nhảy hụt. Này có khi nào đi lên đến gần cuối xong rồi rớt không ta? Đôi khi nói thành thật đấy. Đấy, nhảy xa quá thì nhảy 2 lần. Cuối cùng cũng gần đến rồi anh em ơi. Sắp đến rồi, còn có mình à. Đấy. Ôi sao chưa được. Ôi xem rớt. Đây, vô mấy bạn này sẽ reset hết nha anh em. Đây, có ánh sáng màu xanh này anh em ơi. Mình sẽ đi theo cái ánh sáng màu xanh này nha. Đây, anh em ơi, đi lên trên để nhận gear đây. Đây, đến nơi nhận gear rồi. Xem nào. Mới gear đầu thì mình đâu được lựa chọn cái gì đâu. Vô sắp đặt sẵn rồi mà. Mình out ra từ cái lúc mà ánh sáng rơi xuống vẫn được tính nha anh em. Anh em khỏi bị lo. Đấy, xong rồi đấy. Bây giờ ra bật tộc rồi up thêm nữa thôi anh em ơi. Đây bây giờ mấy bạn này sẽ đánh mình đầy nổ nha anh em. Đây đầy nổ rồi mình sẽ tức tỉnh. Ui xôi. Tộc thiên thần vàng hết cả màn hình. Few minutes later. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đi vô up gear 4 nha anh em. Sắp lên rồi. Ui, anh nhảy đến cái bước cuối nó bị rớt em ơi. Lại 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 lại. Lần này là không được rớt nữa. Cái mây thứ ba nó tàn hình kìa anh em ơi. Nó vừa tàn hình nó vừa di chuyển luôn chứ. Ủa ơi, sắp hết thời gian rồi. Kịp không, kịp không, kịp không, kịp không. Nhanh nào, nhanh nào. Ui, còn 1 giây. Ui, may quá anh em ơi. Còn kịp. Đây, bây giờ mấy bạn này sẽ reset hết nha. Ở đây có 6 bạn luôn nha anh em. Nhìn vậy đông phết. Ấy, mấy bạn này không reset nhưng mà có bạn đi theo mình cho nên là bạn ấy kill hết mấy bạn này luôn. Xem mấy bạn này kill hết luôn nè. Đấy, thấy chưa anh em ơi. Pen Pro kill hết luôn. Xong rồi reset. Mình đi hít ké thôi em ơi. Đấy, giờ thức tỉnh ghê này cũng như là ghê cuối luôn rồi. Ben nó kêu mình là ghê cuối không cần thức tỉnh cũng được. Tại vì nó cũng không có tăng gì hết á. Đây anh em ơi, đến lúc thức tỉnh rồi. Gắn bánh răng lên nào. Đây, mình sẽ gắn bánh răng đỏ nha anh em. Bánh răng đỏ là để mình bay được trên không trung luôn nha anh em. Đứng trên không trung luôn. Khá là ngon. Khá là VIP. Đấy, mình thích cái kiểu này hơn. Ok, mình sẽ chọn bánh răng đỏ nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bật tập full gear cho anh em xem nhá. Mình sẽ nhờ thằng bạn mình đánh mình để tích nộ nha anh em. Đấy anh em ơi, bây giờ Zoro sẽ đánh Luffy nha anh em. Zoro đánh Luffy đi. Đánh đừng có đánh chết nhá. Ui, what? Ok anh em ơi, nãy đang làm đồng minh không có đánh được. Đấy, đánh đừng có đánh chết nhá. Để Luffy bật tay lên nè, Haki lên nè. Đấy, đánh đi. Mình có phải xả độc thôi anh em ơi. Không xả độc là mình không cũng không tích được nộ đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi.
chém thêm vài phát nữa. Rồi, ok, được rồi, được rồi. Ui, rồi, đi ra đi, chết đi. Rồi, thấy chưa anh em ơi, bây giờ mình sẽ bật tập nhá anh em. Luffy, ui trời ơi, sao cái nhạc nó lỏ vậy. Đấy, tập kia năm anh em, mình cho anh em xem tập kia năm nó có cái gì hay nè. Đấy, thấy chưa anh em ơi, mình có thể bay lên không trung nè, xịn sò chưa anh em. Đấy, đứng trên không trung này xả đam luôn nè. Đấy, thấy chưa anh em ơi. Đứng trên không trung xả đam luôn nè. Này làm gì mình được đâu. Ôi, này bật tàu cá lên rồi hả? Ok anh em, mình sẽ dừng clip tại đây nha anh em. Nếu anh em nào thấy hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm video nha anh em. Bye bye mọi người.